Ngày 29 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình đã đến thăm chúc Tết chùa Hòa Lạc, xã Hiệp Hòa, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Cầu Ngang. Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình biểu dương các vị chức sắc và bà con Phật tử đã đoàn kết chung sức cùng chính quyền và nhân dân địa phương phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống người dân. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thông tin đến các vị chức sắc và bà con Phật tử về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đại Vinh trong năm 2023 và định hướng phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, và mong muốn các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con Phật tử thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần cùng cấp ủy cho chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2024. Đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mỹ Long, thị trấn Mỹ Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đánh giá cao sự đóng góp của đơn vị trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương, và mong muốn đơn vị tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.